Chú Nung có nhà không? Mì ở Mì ở kinh quá. Mì tè kinh quá. Ồ ok. Ok. Ai rồi? Mì có muốn chat với bố không? Có. Thế Mì sẽ bảo bố thế nào? Về nhé. Bố về nhá. Bố về với bố nhé. Bố về với con nhá. Vâng. Ờ, bảo với bố thế mà. Bà mẹ thế nào nhỉ? Bà mẹ thế nào? Mẹ ơi. Ami gọi điện cho mẹ như thế nào nhỉ? Mì ơi. Mì Thối ơi. Mì Thối ơi. Phương Lan Thối ơi. Em tên là gì? Tên Lan. Tên Lan à? Tên Lan hay thế. Bao giờ đến năm 2026 thì sẽ có một hoa hậu thế giới người Việt tên là Nguyễn Hà Phương Lan, phải không? Mimi. Phải không Mimi? Ừ. Cô nặn chân cho Mi sau này lớn thì Mi làm hoa hậu nhé. Ừ, đạp xích lô ạ. À? Đạp xích lô thì đạp xích lô. Ê, đạp xích lô con bò kéo xe. Đạp xích lô với cái thằng chân cong. Hả? Nào, mắc kẹp đi, mắc kẹp đi. Mắc kẹp tay cô rồi. Nhảy á? À, ngoái mông này nhỉ? Nhảy điệu ếch bơi nào nhỉ? Mi nhỉ? Chết rồi. Đứt rồi. Thôi đứt rồi. Hỏng rồi. Bỏ lại Mimi. Mi làm đứt rồi còn buộc cái gì nữa? Bọt. 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 Bọt cháu Mimi. Bọt tắt cho cháu Mimi nha. Tuyệt rồi.